Thưa quý vị, đây là bản tin Cà phê Sài Gòn ngày 22 tháng 4 trên kênh FBNC. Ngay sau đây chúng tôi sẽ điểm qua các thông tin nổi bật. Doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiên có bộ tiêu chí đánh giá phát triển bền vững. Thẩm phán thụ lý vụ án quán cà phê Xin Chào đã quyết định dừng khởi tố vụ án. Việt Nam chuẩn bị nhân lực để tiến tới xây dựng sàn giao dịch khí thải đầu tiên. Và riêng với ngành du lịch thì doanh thu năm 2015 thậm chí là còn tăng 47% so với năm 2014 trước đó. Theo nhận định của đại diện Bộ phận Thương mại và Kinh tế thuộc Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, các doanh nghiệp Việt dường như vẫn chưa xem dịch vụ là sản phẩm thế mạnh có thể xuất khẩu ra thị trường thế giới. Nghĩa là với các FTA mới như Việt Nam, EU hay TPP, cơ hội xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam hầu như đang bị bỏ ngỏ. Đồng quan điểm này, nhà tư vấn của hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers cũng cho rằng, lẽ ra xuất khẩu dịch vụ nên được chú trọng nhiều hơn, đặc biệt là các dịch vụ như du lịch, công nghệ thông tin hay kế toán, kiểm toán. Tôi nghĩ Việt Nam hoàn toàn có thế mạnh trong việc cung cấp dịch vụ. Hãy nhìn vào sản phẩm dịch vụ xem đâu là yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất. Đó chính là kinh nghiệm, sự sáng tạo. Và người lao động Việt Nam lại luôn rất sẵn sàng làm hài lòng khách hàng. Đó là một lợi thế. Vậy dịch vụ nào là thế mạnh của Việt Nam? Trước hết là do những loại dịch vụ có tính sáng tạo cao. Chúng tôi cũng biết Việt Nam là một trung tâm gia công mới nổi của thế giới. Do đó các dịch vụ thế mạnh có thể phát triển gồm có IT, du lịch hay xa hơn nữa là dịch vụ về kế toán, kiểm toán. Có thể thấy rõ thế mạnh này nếu nhìn vào doanh số, sự tăng trưởng của khu vực dịch vụ tại Việt Nam, nhất là tăng trưởng của ngành dịch vụ IT qua các năm. Thực tế, trong hơn 10 năm qua, ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam tăng trưởng trung bình từ 20 đến 35%, thậm chí doanh thu năm 2014 còn tăng gấp 54 lần so với năm 2000. Chuyển sang một tin tức tiếp theo. Sáng ngày hôm qua 21 tháng 4, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA, Đại học Yonsei của Hàn Quốc và Đại học Kinh tế Luật đã cùng công bố ra mắt dự án nâng cao năng lực về tài chính khí hậu tại Việt Nam. Với vốn đầu tư 300.000 đô la Mỹ thì đây mới là bước đi sơ khai cho tiến trình xây dựng sàn giao dịch khí thải đầu tiên tại Việt Nam. Dự án xây dựng năng lực về tài chính khí hậu tại Việt Nam do COICA tài trợ với mục tiêu xây dựng hệ thống giao dịch quyền phát thải carbon ETS. Đây là hoạt động nhằm cung cấp tài chính cho các hoạt động chống biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển kinh tế bền vững. Ví dụ, để hạn chế sử dụng nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường, bên cạnh các chế tài đối với việc sử dụng loại nhiên liệu này, các tổ chức quốc tế lớn tạo ra một cơ chế gọi là thị trường carbon để buôn bán quyền phát thải carbon, trong đó có Liên Hợp Quốc và EU. Làm thế nào để khuyến khích người ta chuyển từ công nghệ năng lượng bẩn sang cái công nghệ sạch thì người ta mới bảo rằng ok, thế nếu mà bạn mà đầu tư vào cái công nghệ năng lượng mặt trời thì như bạn sẽ tiết kiệm là kiểu như là cái khoản tiền khoản mà kiểu như là lẽ ra phạt ở chỗ than. Thế thì bạn sẽ có được cái quyền mà kiểu như là tại vì bạn không có thải khí ra mặt trời, không có thải khí ra làm nóng trái đất, thì bạn sẽ tiết kiệm được cái đó và bạn dùng cái quyền đó bạn có thể đem đi bán cho những cái đơn vị đốt bằng than. Trước mắt, dự án sẽ chi 300.000 đô la Mỹ để đào tạo khoảng 20 nhân sự từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và một số trường đại học sử dụng các mô hình giả lập để tư vấn cho doanh nghiệp về tác động của các chính sách liên quan đến môi trường lên hiệu quả kinh doanh. Đại diện Hosea kỳ vọng dự án này sẽ là những bước đi đầu tiên hỗ trợ cho sự ra đời của hệ thống giao dịch quyền phát thải carbon, từ đó cung cấp nguồn tài chính cho các hoạt động chống biến đổi khí hậu. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Việt Nam đã có khoảng 200 dự án, trong đó có rất nhiều dự án thủy điện có quyền phát thải carbon đã bán những loại chứng chỉ này cho các doanh nghiệp ở EU. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay, do phát hiện một số gian lận về quyền phát thải, nên EU đã đình chỉ chuyện mua lại quyền phát thải carbon từ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Từ năm 2016, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững sẽ bắt đầu sử dụng Bộ Chỉ số Doanh nghiệp Bền vững, gọi tắt là CSI, để đo lường sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tại buổi lễ phát động chương trình đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2016, ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững thuộc VCCI cho biết, Bộ Chỉ số CSI được Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững bắt đầu xây dựng từ tháng 3 năm 2014 và hoàn thiện vào tháng 3 năm 2016. Dựa trên dữ liệu của các tổ chức quốc tế về phát triển bền vững và luật pháp trong nước với sự tham gia tư vấn của các chuyên gia. Theo ông Vinh, việc xây dựng và áp dụng bộ tiêu chuẩn này cho doanh nghiệp xuất phát từ yêu cầu thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc và từ chính phủ.
Thì theo chỉ đạo chính phủ thì từ năm 2016 chúng tôi sẽ sử dụng bộ chỉ số của Hội đồng Doanh nghiệp về sự phát triển bền vững Việt Nam, chúng tôi gọi là CSR, tức là bộ chỉ số phát triển bền vững doanh nghiệp của Việt Nam, để chúng ta đo lường, để chúng ta tôn vinh, biểu dương các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam. Những cái doanh nghiệp được công nhận là những doanh nghiệp bền vững của Việt Nam sẽ là những cái tấm gương, sẽ là những cái người đi đầu để chia sẻ những cái thông lệ tốt trong kinh doanh của mình với những cái doanh nghiệp Việt Nam còn lại. Theo VCCI, bộ chỉ số CSI gồm 151 chỉ số định tính và định lượng để đo lường sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trên các mặt kinh tế, môi trường và xã hội. Trong đó, các tiêu chí đánh giá về kinh tế như sản xuất, tiêu dùng bền vững, sự hài lòng của khách hàng, về môi trường như bảo vệ, tiết kiệm tài nguyên, tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng ngừa ô nhiễm, về xã hội như phòng chống tham nhũng và độc quyền, sử dụng đào tạo lao động, chế độ phúc lợi cho lao động. Đại diện VCCI cũng cho biết sẽ tiến hành đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam theo bộ chỉ số này, trên cơ sở đăng ký tự nguyện của doanh nghiệp. Lễ tôn vinh 100 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Hà Nội. Thưa quý vị, trong những ngày qua, vụ việc ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh truy tố vì tội danh kinh doanh trái phép đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận về việc liệu áp dụng hình thức truy tố hình sự đối với ông Tấn có đúng hay không. Sáng ngày hôm qua 21 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo về vụ việc này. Phát biểu tại cuộc họp báo, đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ pháp lý. Trước đó vào chiều ngày 20 tháng 4, Ban giám đốc Công an thành phố cử hai tổ công tác điều tra dày dặn kinh nghiệm để nghe báo cáo từ Công an huyện Bình Chánh đánh giá hồ sơ vụ việc. Tuy nhiên, theo đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an huyện Bình Chánh có hơi máy móc, vội vã trong xử lý. Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng phải chờ tòa án, khi đó Công an thành phố sẽ phối hợp để có đường hướng xử lý. Trả lời cho câu hỏi hành vi của ông Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào có nghiêm trọng, nguy hiểm tới mức phải xử lý hình sự hay không, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho rằng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay đang rất nóng. Loại vi phạm này Công an thành phố có giao chỉ tiêu. Hành vi của ông Tấn tuy chưa gây hậu quả, nhưng tính chất nguy hiểm ở đây là ông Tấn đã nhận thức được mà vẫn cố ý thực hiện. Cũng vào đầu giờ chiều ngày 21 tháng 4, theo thông tin từ chánh án Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh, thẩm phán thụ lý vụ án này đã quyết định trả hồ sơ dừng khởi tố. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh đã ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân để xét xử vào ngày 28 tháng 4 tới. Trong chuyên mục Mỗi ngày một con số của bản tin sáng nay, chúng tôi sẽ đề cập đến con số 2. Đây là số lượng thủ tục hành chính về thuế mà Bộ Tài chính vừa quyết định bãi bỏ trong thời gian tới. Hai thủ tục bị bãi bỏ là khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên ở cấp cục thuế và khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên ở cấp chi cục thuế. Ngoài hai thủ tục bị bãi bỏ nêu trên thì có bốn thủ tục hành chính được sửa đổi thay thế, bao gồm thủ tục khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên và thủ tục khai thuế tài nguyên trừ dầu thô khí thiên nhiên, và các loại thủ tục này đều được thực hiện ở cả hai cấp cục thuế và chi cục thuế. Mời quý vị tiếp tục cập nhật các thông tin sau đây trong phần tiếp theo. Phân bón Trung Quốc đang chiếm hơn phân nửa thị phần phân bón nhập khẩu của Việt Nam. Hơn phân nửa nguồn ngân sách thành phố đang chi cho việc giải quyết kẹt xe và ngập lụt.